Sau khi tháo được tấm màn LCD thì bây giờ mình sẽ độ trước này sang thành âm bài. Ở đây mình có một tấm lọc LCD. Cái tấm này thì các bạn hãy mua ở các cái tiệm bán phụ kiện sửa chữa điện thoại. Đấy. Một tấm này thì chỉ khoảng mấy chục nghìn thôi. Đấy, chúng ta cũng phải cần sử dụng một cái bút dạ và một cái kéo để chúng ta cắt cái tấm lọc đấy. Nhưng đầu tiên thì chúng ta phải bóc cái tấm lọc đã dán sẵn trên chiếc DW5600 này ra. Mình sẽ sử dụng một con dao để lách cái tấm lọc cũ lên. Đấy. Các bạn thì cũng phải nhẹ nhàng thôi, không mà sẽ làm xước cái lớp kính. Chúng ta lách lên một góc thôi và chúng ta sẽ bóc ra bằng ngón tay. Tất nhiên nếu mà các bạn có một số cái phụ kiện chuyên dụng của thợ sửa chữa điện thoại thì sẽ dễ dàng hơn.
Rồi, như vậy trong video ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là mình đã độ mặt thành công trước DW 5600 từ bản mặt trắng sang cái bản mặt đen. Đấy. Thì cái việc độ mặt từ mặt trắng sang mặt đen đối với Casio thì nó khá đơn giản, cũng như tất cả các cái dòng điện đồng hồ điện tử khác thì việc độ mặt trắng sang mặt đen thì nó rất là đơn giản thôi. Tuy nhiên chuyển sang các loại mặt màu khác thì các bạn sẽ phải mua các cái tấm mặt màu và giá khá là đắt. Đấy. Ở với chiếc DW 5600 làm chiếc di sốc thì thiết kế nó hơi phức tạp một chút. Đấy. Và chúng ta khi mà chúng ta độ thì chúng ta hơi gặp khó khăn trong việc tháo lắp màn hình và dán tấm LCD lên. Tuy nhiên là nếu các bạn xem kỹ video thì các bạn phải rút ra các kinh nghiệm của mình để mà khi mà mình thực hành thì nó thuận tiện hơn. Và chúng ta chỉ cần chú ý một chút trong làm trong môi trường kín bụi thì chúng ta sẽ làm sẽ rất là nhanh. Rồi, nếu trong quá trình thực hiện các bạn có vấn đề gì thì có thể để lại bình luận ở bên dưới video thì bên mình sẽ nghiên cứu và hỗ trợ cho các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.